Cũng trong sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Trường Chính trị thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thời gian qua, Trường Chính trị thành phố không ngừng tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên ngày càng đi vào nền nếp. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo các quy định, quy chế hiện nay. Chất lượng giảng dạy có sự chuyển biến tích cực. 6 tháng qua, trước tác động của dịch COVID-19, Trường Chính trị đã chủ động triển khai tổ chức đào tạo bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến, góp phần vừa phòng chống dịch vừa duy trì tiến độ học tập cho học viên. Ngoài những mặt đạt được, hiện nay Trường Chính trị thành phố vẫn còn một số hạn chế như loại hình các lớp bồi dưỡng vẫn chưa đa dạng, công tác tổng kết thực tiễn vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có những công trình tổng kết có giá trị giúp tham vấn cho thành phố cũng như cấp cơ sở trong công tác lãnh đạo điều hành. Qua nghe báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nỗ lực của Trường Chính trị thành phố trong thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu trường tiếp tục phấn đấu đảm bảo tiến độ dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chấp hành tốt các quy định của Trung ương về xây dựng trường chính trị chuẩn, tập trung khắc phục các hạn chế, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của trường trong việc phản biện, tham vấn, bổ sung, làm rõ trong quá trình triển khai các nghị quyết, chủ trương của Thành ủy. Suy cho cùng, trường chính trị là một cái cơ sở để mà người ta nói về mặt chính trị mạnh mẽ nhất của cấp ủy mà. Nhưng mình không tham gia trực tiếp vào đó thì rất là khó. Cho nên là các cái cơ quan, ngay cả các cơ quan tham mưu giúp việc, khi mình soạn cái gì mình trình ra thường trực thường vụ thì chủ yếu lấy các cơ quan tham mưu giúp việc, các đồng chí thường vụ lấy kiến trường chính trị là cũng ít khi lấy. Cho nên là phải lưu ý cái ý này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Trường Chính trị thành phố cần tiếp tục đổi mới việc dạy và học, nhanh chóng cập nhật những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào chương trình giảng dạy, tăng cường áp dụng các phương pháp tích cực trong việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ. Học chính trị không chỉ là câu chuyện mà để tích lũy cái kiến thức về mặt chính trị mà còn rèn luyện cái kỹ năng và thao tác cái kỹ năng để trình bày, để thuyết giảng những vấn đề về mặt chính trị nữa. Cho nên cái thảo luận cũng là câu chuyện mà cũng cần phải chú ý quan tâm. Chứ còn nhiều mình thì nhiều thầy cô cũng quen cái phương pháp là một người nói một người nghe, thế thì cái này cũng phải thay đổi và có sự giám sát của ban giám hiệu trong cái việc thay đổi cái thói quen và cái phương pháp tích cực này trong cái giảng dạy của giáo viên. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ giáo viên Trường Chính trị thành phố nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng thời mong muốn Trường Chính trị thành phố sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, sớm trở thành trường chính trị chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.